Ngày 10 tháng 10, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam 2 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả bão Yagi, coi đây là biểu tượng của tình hữu nghị và sự đoàn kết gắn bó giữa hai nước. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường các trao đổi tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện cho hàng hóa vào thị trường của nhau, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, sâu tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia vào các dự án hạ tầng, phát triển đô thị, năng lượng, khí hóa lỏng ở Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Hàn Quốc ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, nhất là tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.